Hello, xin chào mừng thể quý của chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Săn Ma Vlog nha. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý của chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyễn Rồi Vlog nha. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay hai anh em mình đang chuẩn bị quay lại cái nơi ngôi nhà hoang, nơi cô gái từ thiêu ở bụi tre đó mọi người. Thì cả nhà ơi, thì thời gian cũng khá là dài, anh hai anh em mình không có trở lại đây. Thì từ cái lần mà coi như cái vong cô gái tự thiêu muốn lấy cái xác của Nguyên Rồm ở cả nhà, thì đến bây giờ thì anh em mình không có đảo ra đây. Thì hôm nay cũng thời gian cũng dài nên anh em mình đảo ra đây để xem theo dõi thêm cái về cái vong linh của cái cô gái này như thế nào cả nhà. Thì những lần trước á, anh em mình quay đây thì quay về cô gái này, thì cái hôm đó anh Nguyễn xuất hồn ra và cũng như là bị có cái hung linh cô gái này kiếm xác không cho vào xác đó. Thì sau này cái anh em mình quay qua cái nơi mà cậu bé, thì chỗ đó với cô chú anh chị mình quá là yêu cầu quay chỗ đó lại chỗ đó hoài, nên bản thân thời gian rất là lâu anh em mình cũng không quay lại chỗ này được đó. Thì hôm nay thì ví dụ cậu bé cũng đã ổn rồi nên anh em mình hôm nay sẽ quay lại mọi người. Thì cái nhà thì ở cái khu vực này thì cả nhà cũng đã biết rất là vắng vẻ, nó không có một cái nhà nào hết, chỉ có một cái căn nhà hoang thôi, mà xung quanh nó thì toàn là cây cối. Với lại cái vong này không biết là hôm nay anh em mình lâu quá anh em mình trở lại, không biết là cái vong linh của cô gái này có còn hay không nữa, hay là đi rồi anh em mình cũng chưa biết nữa cả nhà. Đúng rồi, thì mình sẽ nói về cái vong của em Thành của xíu rồi. Thì hiện tại bây giờ cái vong của em Thành đã, anh em mình đã phòng ấn cái vong của em ấy vào cái bình, thì được thì cơ thích hợp thì anh em mình sẽ mang cái vong người máy qua ngôi miếu của ông già và chốt lại sẽ nhờ hoặc là sẽ giúp đỡ của ông già để dẫn em ấy đi tu hoặc là đi học đạo để có thể siêu thoát luôn này. Thì cũng rất là nhiều cô chú là yêu cầu anh em mình đem cái vong của cậu bé về cái ngôi miếu ông già đó, thì anh em mình thấy cũng rất là tốt đưa đem về đó. Thứ nhất là có như cái vong, nói chung là tại vì miếu đó của ông già thì ông già ông cũng đắc đạo đó cả nhà, thì có thể là giúp đỡ cho vong linh đi siêu thoát cũng được, hoặc là đi tu như thế nào đó để giúp cho em Thành được mau siêu thoát cả nhà. Thật sự thì mình cũng giống như anh Nguyên cũng rất là muốn đem về cái vong em Thành về với ông già, nhưng ở đây mình có một điều rất là e ngại mọi người, là ở cái nơi miếu đó là thường xuyên xuất hiện những con quỷ dữ. Thì bắn đi thời gian rất là lâu anh em mình không có quay lại con miếu đó, thì không biết là nơi đó bây giờ có cái hung linh nào khác hay không đó. Thì trước tiên anh em muốn đưa cái vong máy về đó là phải tìm hiểu trước xem như thế nào rồi mới dám để thải vong máy ra mọi người. Đúng rồi, thì anh em mình nghĩ cả nhà thì chắc có lẽ một thời gian sau vài ngày hay gì đó thì anh em mình sẽ trở lại cái ngôi miếu và để tìm hiểu xem coi ở đó có một cái vong linh nào hay không. Nếu không thì anh em mình mới thả cái vong của cậu bé Thành ra đó. Chứ bây giờ mà về đó, đương không về đó mà thả ra lỡ có những cái vong linh khác ăn hiếp bé nữa thì rất là tội. Thì cái đó, nếu mà cái đó là thứ nhất là cả nhà lại nói anh em mình không tìm hiểu cho kỹ này kia là cũng khổ. Thì ok, cái công việc nó như vậy, cũng như là câu chuyện sẽ anh em mình sẽ tiếp là hành trình tiếp theo là như vậy đó. Bây giờ thì bây giờ anh em mình sẽ không nói về vấn đề nữa, bây giờ anh em mình sẽ quay lại vấn đề chính hôm nay là sẽ quay lại ngôi nhà được với tôi thương mọi người. Thì nãy giờ thì anh em mình cũng nói cũng hơi nhiều, thì bây giờ anh em mình xin mời cả nhà cùng theo anh em mình tiến sâu vào cái khu vực cái nhà quan nơi cô gái tự thiêu cả nhà. Ok thì ok, thì xin mời cả nhà cùng đi nha. Thì có nhiều khi anh em mình quay ở trên những cái tán cây lớn thì nhiều khi có xuất hiện những cái khuôn mặt người ở trên đó đó cả nhà. Thì nhưng mà khi trong khi anh em mình quay lên những cái ngọn cây thì anh em mình không có thấy. Tại camera mà còn xíu xíu thôi. Khi mà với chú chị mình xem trên điện thoại nó lớn hơn á, mình sẽ thấy. Ngôi nhà này hầu như đã được khóa kỹ rồi mọi người. Lúc trước thì mở cửa nhưng bây giờ đã khóa kỹ luôn rồi, anh em mình không thấy còn nhà nữa.
thì cũng không biết là cái chủ nhà này là kiểu ta có thấy gì hay không mà tự anh ta phá cửa lại cả nhà. Tại vì hầu như là ở trong cái căn nhà này hầu như là không có một cái vật gì đáng giá hết á. Có mấy cái thao Này cả nhà thấy không? Cái gốc cột mà siêu dẹo nó muốn gãy luôn á, muốn ngã luôn á. rồi con ba người lên là sập luôn rồi, người thế này là hình đứng này nha, ai cổng làm hình kiểu kiểu này nè, biết rồi. Cái bịch gì tưởng bùa. Vậy Ông bầu cái nhà về còn giống như vậy hết trơn luôn, không có cái gì đáng giá đâu. có mấy cái đồ dịch dịch uống luôn Dịch rồi. ê, có ai có cái áo gì trên đó vậy? Về cái áo kìa. Đó là đàn bà ngồi thời gian ông bầu nó quýnh Ừ. ông mất nữa. Có con ong đó cả nhà. Thì có một lần anh em thấy có một cô À. gái đứng ngay góc này mà khi anh em mở đi vô đó đứng cái này nè, Ừ. Thì thời gian cũng dài lắm mà, lâu lắm mà anh em mình không có trở lại đây thì không biết như thế nào, thì cái vong đã được đi hay chưa anh em mình cũng không rõ nữa cả nhà. Thì hôm nay lại trở lại và tìm hiểu thêm. ok giờ anh em sẽ đi kiếm lại cái khu vực cho mấy bụi tre này. Thì ở đây là lúc trước á, anh em mình từ cái đoạn này lại anh em mình hay hay thấy đứng ở ngay cái bụi tre, và khi mà anh em mình đến gần á lại đi vào bụi tre mất tiêu cả nhà. Thì anh em mình hôm nay sẽ đi từ từ và chú ý xem thử đấy. Nghe nó thấy hay không? Trên mấy cái cao quay lên có ngồi trên không? Thì biết á, thì đúng là với anh em đến là cái vòng này rất là dữ rồi. Thì hôm nay đâu lại không biết thế nào nữa. Nếu còn ở đây hay không thì nếu mà còn thì không biết thì sao nữa nè, những ngày trước anh em đi tới đây là thấy cái bóng gì đó đó Đúng rồi, hay đứng đó đó. và đi vào tre mà hôm nay thì không lại không thấy ta, anh thấy không 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 cái lá đó mà từ xa anh tưởng đâu đang đứng thẳng chứ, cái lá cây rồi cái lá thòng tre xuống á từ xa đấy á. còn đứng nữa chứ. Mà bây giờ em đi đó thì anh đi hướng này nha. Thì ở đây thì lúc trước á thì anh em mình đến á là vô tình thấy có những cái vật dụng ý như là kiểu như là cái vong bị yếm vậy đó cả nhà. Thì trong cái thời gian đó thì anh em mình bị gặp nạn liên tục, cho nên là anh em mình không có giúp đỡ được cho cái vong linh của cô gái tự thiêu này. Thì đây vẫn còn cái nấm tán lúc trước thì anh em mình cũng đã quay cho cả nhà xem rồi đó. Là có ế đi rồi không? Không biết nữa.
Thì anh em mình cứ quay vòng vòng đi, nếu mà không gặp thì đặt cam cúng kiến xem coi cái vòng có xuất hiện hay không. Mình về cái này thì giống giống cô gái đứng ở trong cái bụi cây quá cả nhà. Để khi mình về mình xem lại cái đoạn đó, nếu phải là cái cô gái đứng trong đó thì mình sẽ phóng to cho cả nhà cùng xem. Không thấy gì hết cả nhà. Thì ok cả nhà, thì nãy giờ mình cũng đã quay một vòng thì cũng không có thấy cái điều gì bất thường hết, thì bây giờ mình sẽ tạm ngưng để chuẩn bị góc nào đó mình đặt cam cả nhà. Thì ok nha, thì hôm nay anh em mình đặt cam ở vị trí này. Vậy thì vị trí này cũng là vị trí mà hôm trước anh Nguyên xuất hồn ra, bị cái vong bắt dòng hồn là không cho nhập xác luôn mọi người. Thì cái nhà thì anh em mình thì cũng khá là lâu mới trở lại đây, thì hôm nay cũng không biết như thế nào, thì anh em mình sẽ đặt cam và cúng kiến xem coi cái vong linh của cái cô gái tự thiêu vẫn còn ở đây không cả nhà. Thì anh em mình nói chung thì cái vong này thì là giữ, nhưng mà không khá là mình không biết cái nguyên nhân ngồi và vì sao cái vong này giữ, thì anh em mình phải tiếp cận từ từ để coi có giúp được điều gì hay không. Chứ bây giờ đôi khi để dữ quá thì đôi khi nhát người đi đường hoặc là có thể hại người khác luôn rồi. Gì Gì em nội? đi Gì vậy? Gì ghê vậy? Mới có cái gì đó trên cái cây này mọi người, như làm sạc 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 sạc. này gió quá mọi người. Thì ok nha, thì tụi mình em đã tính xong, chắc là anh em sẽ tạm rời ra ngoài nha mọi người. Thì cái nhà thì anh em mình sẽ tạm rời khỏi cái chỗ này, thì cái nhà ở trong này cái nhà quan sát cái nhà. Bây giờ mình sẽ để cái mic lại đây đi. Mình sẽ mic đây nha mọi người.
nha. Thì nói chung hôm nay anh em mình đặt xa cũng được lâu, lý do là không biết cái bông lưng cổ đây không mọi người. Thì cả nhà thì nếu cả nhà xem, cả nhà có thấy bông lưng cô gái xuất hiện thì cả nhà hãy comment ở bên dưới cho anh em mình biết cả nhà. Thì cái gì nếu mà anh em mình xem á, mà thấy cái bông lưng này còn á, thì anh em mình sẽ tìm cách tiếp cận và cũng như giúp đỡ cái bông lưng này các mọi người. Thì nếu mà để anh em mình về xem lại, nếu mà thấy bông lưng xuất hiện á, thì anh em mình sẽ đến đây nữa và kiểu dần dần cũng sẽ giúp đỡ cho cái vong linh của cô gái luôn cả nhà. Ok, thì cô lớp của chú chị mình đừng có ngại nhắn một like cho anh em mình có tinh thần nha. Và đặc biệt đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình và nhận những video mới cho mọi người. Thì kết thúc clip thì anh em mình cũng xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe cả nhà ơi. Ok, chào mọi người, hẹn gặp lại. Chào cả nhà.